Thiện nam tử, về quả báo đời kế tiếp và đời sau này của các nghiệp lành và nghiệp ác cũng đều như vậy. Khi Bồ Tát Maha Tát đạt được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tất cả các nghiệp đều sẽ có quả báo trong đời hiện tại. Về những nghiệp xấu ác có quả báo trong đời hiện tại, đó là như vị vua kia làm điều ác, liền thấy trời đổ mưa hung bạo, toàn là cát với sỏi đá. Lại cũng như người kia chỉ cho thợ săn chỗ ở của con gấu trắng, con nai có màu sắc quý, cánh tay người ấy liền tự nhiên rơi rụng. Đó gọi là nghiệp xấu ác chịu quả báo ngay trong đời hiện tại. Về quả báo đời kế tiếp, đó là như những kẻ nhất thiền đề, kẻ phạm bốn giới cấm nặng và những kẻ phạm năm tội nghịch. Về quả báo đời về sau, đó là như người trì giới, phát lời thệ nguyện sâu rộng, nguyện cho các đời vị lai ta thường được thân giới hạnh trong sạch như thế này. Vào lúc chúng sanh có đời sống kéo dài 100 năm hoặc 80 năm, ta sẽ làm bậc chuyển luân thánh vương để giáo hóa chúng sanh. Thiện nam tử, nếu nghiệp nhất định phải có quả báo trong đời hiện tại, ác không thể có quả báo đời kế tiếp hoặc đời về sau. Bồ Tát Maha Tát tu tập các nghiệp duyên lành để được 32 tướng tốt, ắt không thể có quả báo trong đời hiện tại. Nếu nghiệp không, chắc chắn rơi vào một trong ba loại quả báo đời hiện tại, đời kế tiếp và đời về sau. Đó gọi là không nhất định. Thiện nam tử, nếu nói rằng các nghiệp đều nhất định phải có quả báo nên không cần tu tập phạm hạnh, không cần niết bàn giải thoát, nên biết rằng những ai nói như vậy không phải là đệ tử của Phật, chính là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng các nghiệp có khi nhất định có quả báo, cũng có khi không nhất định có quả báo. Trường hợp nhất định có quả báo là phải nhận lãnh quả báo trong đời hiện tại, đời kế tiếp hoặc đời về sau. Trường hợp không nhất định có quả báo là khi có đủ các duyên hợp lại thì phải nhận lãnh quả báo. Nếu các duyên không hợp đủ thì không phải nhận lãnh quả báo. Vì nghĩa ấy cho nên phải tu phạm hạnh niết bàn giải thoát, nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của Phật, không phải quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, nghiệp không nhất định của tất cả chúng sanh rất nhiều, nghiệp nhất định rất ít. Vì nghĩa ấy nên có việc tu tập chánh đạo. Nhờ tu tập chánh đạo mà có thể khiến cho những nghiệp nhất định nặng nề chỉ phải nhận lãnh quả báo nhẹ, những nghiệp không nhất định thì không phải nhận lãnh quả báo trong đời kế tiếp. Thiện nam tử, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người. Hạng người thứ nhất luôn làm cho những nghiệp không nhất định trở thành có quả báo nhất định, những quả báo đời hiện tại trở thành quả báo đời kế tiếp, những quả báo nhẹ trở thành quả báo nặng, những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu trong kiếp người lại trở thành quả báo phải lãnh chịu trong địa ngục. Hạng người thứ hai có thể làm cho những nghiệp nhất định thành ra không nhất định, những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu vào đời kế tiếp trở thành quả báo ngay trong đời hiện tại, những quả báo nặng thành ra quả báo nhẹ, những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu trong địa ngục lại trở thành quả báo nhẹ trong kiếp người. Hai hạng người ấy, một hạng là ngu si, một hạng là có trí tuệ. Hạng có trí tuệ có thể làm cho quả báo nặng trở thành nhẹ, hạng ngu si khiến cho quả báo nhẹ trở thành nặng. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng đắc tội với vua. Người có đông quyến thuộc xoay sở nói giúp thì tội ấy dù nặng cũng trở thành nhẹ. Người có ít quyến thuộc thì tội dù nhẹ cũng sẽ trở thành nặng. Kẻ ngu si và người trí tuệ cũng giống như vậy. Người trí tuệ có nhiều nghiệp lành nên tội nặng có thể chịu quả báo nhẹ. Kẻ ngu si nghiệp lành quá ít nên tội nhẹ phải chịu quả báo nặng. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng sa xuống vũng lầy sâu, một người to khỏe, một người gầy ốm. Người to khỏe có thể ra khỏi vũng lầy, còn người gầy ốm ắt phải lún sâu chìm mất. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng chúng thuốc độc, một người có sức chỉ niệm thần chú và có thuốc A Già Đà, người kia thì không có gì cả. Người có thần chú và thuốc hay ắt không bị tổn hại vì độc. Người không có thần chú và thuốc vừa uống thuốc độc vào phải chết ngay. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng uống quá nhiều nước gạo, một người có thể trạng hỏa vượng mạnh mẽ, người kia thì yếu ớt. Người có thể trạng mạnh mẽ ắt đủ sức tiêu hóa, còn người yếu ớt ắt không tiêu hóa được phải thành bệnh. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng bị vua bắt giữ, một người có trí tuệ, một người thì ngu si. Người có trí tuệ ắt có thể thoát ra được, còn người ngu si không bao giờ thoát được. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng đi trên con đường hiểm trở, một người sáng mắt, một người mù lòa. Người sáng mắt thẳng đường đi qua, không gặp tai nạn gì. Người mù lòa phải bị té ngã, rơi xuống hố sâu hiểm trở. Thiện nam tử, ví như có hai người cùng uống rượu, một người ăn nhiều thức ăn, một người ăn rất ít. Người ăn nhiều thì uống rượu không đến nỗi có hại, người ăn quá ít ắt phải thành bệnh.
Thiện nam tử, ví như có hai người cùng ra trận đánh nhau với giặc, một người trang bị đầy đủ khí giới, một người chỉ đi tay không. Người đầy đủ khí giới có thể đánh tan quân giặc, còn người đi tay không, ắt không thể tự bảo vệ. Lại có hai người bị phẫn dơ dính vào áo, một người biết vậy rồi liền đi giặt áo. Một người tùy biết mà không đi giặt, người đi giặt rồi thì áo được sạch sẽ, người không chịu giặt thì áo ngày càng dơ nhấp hơn. Lại như có hai người đều dùng xe để đi, một xe có đủ trục bánh xe và nan hoa, một xe lại không có, xe có đủ trục và nan hoa thì tùy ý ra đi, còn xe không có trục và nan hoa ắt không thể di chuyển được. Lại như có hai người cùng nhau đi qua đường xa vắng vẻ, một người mang theo lương thực, một người chỉ đi tay không. Người có lương thực ắt qua khỏi được chỗ hiểm trở, còn người đi tay không ắt không thể qua được. Lại như có hai người cùng bị giặc cướp, một người có kho báu chôn giấu, một người không có gì chôn giấu. Người có kho báu đã chôn giấu ắt không phải lo buồn, người không có gì chôn giấu ắt phải sanh lòng sầu não. Kẻ ngu si và người trí tuệ cũng giống như vậy. Người có kho nghiệp lành chôn giấu thì dù nghiệp nặng cũng chỉ chịu quả báo nhẹ. Kẻ không có kho nghiệp lành thì dù nghiệp nhẹ mà phải chịu quả báo nặng. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa dạy đó, không phải tất cả các nghiệp đều có quả báo nhất định, cũng không phải tất cả chúng sanh đều nhất định phải chịu quả báo. Bạch Thế Tôn, làm sao chúng sanh có thể khiến cho quả báo nhẹ trong đời hiện tại lại thành ra quả báo nặng trong địa ngục? Làm sao có thể khiến cho quả báo nặng trong địa ngục chuyển thành quả báo nhẹ lãnh chịu trong đời hiện tại? Phật dạy, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người, một là những người có trí tuệ, hai là những kẻ ngu si. Những ai thường tu tập thân giới tâm tuệ đó gọi là người có trí tuệ, những ai không thường tu tập thân giới tâm tuệ đó gọi là kẻ ngu si. Thế nào gọi là không tu thân? Nếu không thường nhiếp phục năm căn thì gọi là không tu thân. Nếu không thường giữ theo bảy phần giới thanh tịnh đó gọi là không tu giới. Nếu không điều phục tâm đó gọi là không tu tâm. Không tu tập thánh hạnh gọi là không tu tuệ. Lại nữa, người không tu thân thì không thể được đầy đủ giới thể thanh tịnh. Người không tu giới là thọ nhận và chứa chữ tám thứ vật bất tịnh. Người không tu tâm là vì không thường tu tập ba loại tướng. Người không tu tuệ là vì không tu tập phạm hạnh. Lại nữa, người không tu thân thì không thể quán xét thân, không thể quán xét sắc và tướng của sắc, không quán xét tướng của thân, không biết được số lượng thân, không biết được rằng thân này từ nơi đây đi đến nơi kia. Đối với chỗ không thuộc về thân khởi lên ý tưởng cho là thân, đối với chỗ không thuộc về sắc khởi lên ý tưởng cho là sắc. Do đó mà tham muốn vướng mắc nơi thân và số lượng thân của mình, đó gọi là không tu thân. Người không tu giới là nói những ai thọ nhận giới thấp kém, như vậy không gọi là tu giới. Chẳng hạn như thọ trì giới thiên lệch, giữ giới vì lợi riêng, giữ giới vì lo tính cho riêng mình, không thể làm cho khắp các chúng sanh đều được an vui, không vì sự giữ gìn bảo vệ chánh pháp vô thượng, chỉ vì để được sanh lên cõi trời, thọ hưởng khoái lạc năm dục, như vậy không gọi là tu giới. Người không tu tâm, nếu tâm bị tán loạn thì không thể tập trung về một mối để giữ lấy cảnh giới của mình. Cảnh giới của mình tức là bốn niệm xứ. Cảnh giới bên ngoài là nói năm món dục. Nếu không thường tu tập bốn niệm xứ thì gọi là không tu tâm. Đối với nghiệp ác không khéo gìn giữ tâm mình, đó gọi là không tu tuệ. Lại nữa, người không tu thân không thể quan sát sâu xa thân này, là không thường tồn, không an trụ, là mong manh dễ mất, liên tục hoại diệt trong từng niệm tưởng, chính là cảnh giới của ma. Người không tu giới thì không thể thành tựu trọn vẹn trì giới ba la mật. Người không tu tâm thì không thể thành tựu trọn vẹn thiền ba la mật. Người không tu tuệ thì không thể thành tựu trọn vẹn bát nhã ba la mật. Lại nữa, người không tu thân thì tham muốn vướng mắc nơi cái gọi là thân ta và thân thuộc về của ta, cho rằng thân ta là thường hằng không có sự biến đổi. Người không tu giới vì sự ham muốn của tự thân mà tạo tác 10 nghiệp ác. Người không tu tâm đối với các nghiệp ác không thể thâu nhiếp điều phục được tâm. Người không tu tuệ vì không thâu nhiếp điều phục được tâm nên không phân biệt được các pháp thiện ác. Lại nữa, người không tu thân không dứt trừ được kiến chấp về bản ngã. Người không tu giới không dứt trừ được kiến chấp câu nệ về giới. Người không tu tâm thường tạo tác những nghiệp tham lam sân hận hướng về địa ngục. Người không tu tuệ không dứt trừ được tâm ngu si. Lại nữa, người không tu thân không thể quán xét rằng thân này tuy không tự có lầm lỗi nhưng thường là kẻ thù của ta. Thiện nam tử, ví như một chàng trai kia có kẻ thù thường theo đuổi, luôn rình rập mong có cơ hội thuận tiện để làm hại. Người có trí khi biết như vậy liền chú tâm cẩn thận phòng vệ,
Nếu không cẩn thận phòng vệ, ắt sẽ bị kẻ thù làm hại. Cái thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, thường phải dùng sự ăn uống, sự điều hòa nóng lạnh để nuôi dưỡng giữ gìn. Nếu không thận trọng giữ gìn như vậy, ắt thân sẽ bị tan rã hư hoại. Thiện nam tử, như người Bà La Môn thờ thần lửa, thường dùng hương hoa, ngợi khen xưng tán lễ bái cúng dường phụng sự suốt cả trăm năm. Nhưng một khi chạm tay vào lửa thì bàn tay liền bị lửa thiêu đốt. Tuy lửa được sự cúng dường như vậy nhưng không hề có một chút ý niệm báo đáp ơn người phụng sự. Thần của chúng sanh cũng giống như vậy, tuy trong suốt nhiều năm chúng sanh luôn dùng những hương thơm, hoa đẹp, chuỗi ngọc, áo quần, thức ăn uống, chỗ nằm ngồi, thuốc thang trị bệnh mà phục vụ cho nó. Nhưng một khi gặp phải những nhân duyên xấu ác ở trong thân hoặc ngoài thân, thân ấy liền hư hoại diệt mất, không hề nhớ tưởng đến cái ơn cung cấp sự ăn mặc trong những ngày qua. Thiện nam tử, ví như một vị vua nhốt 4 con rắn độc vào trong một cái giỏ tre, rồi giao cho một người lo việc trông nom nuôi dưỡng. Trong 4 con rắn ấy, nếu có một con nổi giận, ắt có thể hại người. Người nuôi rắn hết sức lo sợ, thường tìm đủ các thức ăn uống tùy lúc mà giữ gìn phòng vệ. Loài rắn độc 4 đại của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Nếu một đại trong 4 đại ấy nổi giận, ắt có thể làm hư hoại thân. Thiện nam tử, như một người bệnh đã lâu phải hết lòng cầu thầy chữa trị, nếu không nỗ lực chữa trị thì chắc chắn phải chết. Thân này của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, phải thường nhiếp phục tâm, không để cho buông thả lười nhác. Nếu buông thả lười nhác, ắt phải hư hoại. Thiện nam tử, ví như cái bình đất chưa nung, không chịu nổi gió mưa, đánh ném đẩy ép, thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, không chịu nổi đói khát, gió mưa lạnh nóng đánh đập chửi mắng. Thiện nam tử, ví như ung nhọt chưa mùi, phải thường khéo giữ gìn, không để người khác chạm vào. Nếu có ai chạm vào ung nhọt ấy thì rất đau đớn. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như con la mang thai là tự hại thân mình, thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Bên trong có bệnh, phong, lạnh, ắt phải bị hại. Thiện nam tử, ví như cây chuối sau khi cho trái rồi thì thân cây phải chết đi rồi khô héo. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, lại như trong thân cây chuối không có gì cứng chắc, thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như các loài rắn, chuột, chó sói thường oán ghét lẫn nhau, 4 đại của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như con ngỗng chúa không thích những bãi tha ma, Bồ Tát cũng vậy. Đối với cái thân như bãi tha ma này không hề ham muốn ưa thích. Thiện nam tử, ví như hạng chiên đà la qua 7 đời nối tiếp nhau không bỏ được nghiệp chiên đà la nên bị người khác khinh miệt. Mầm giống của thân này cũng vậy, mầm giống là tinh huyết, xét cho cùng đều là bất tịnh, vì bất tịnh nên chư Phật Bồ Tát khinh chê của trách. Thiện nam tử, thân này không như núi mà la ra xanh cây trên đàn, cũng không xanh được hoa yêu bát la, hoa phân đà lị, hoa chiêm bà, hoa ma lợi ca, hoa bà sư ca. Trong thân này có 9 lỗ, thường chảy ra máu mủ, những chất không sạch. Thân này sinh ra từ nơi hôi hám, xấu xa đáng ghét, lại thường sống chung với các loài trùng. Thiện nam tử, ví như trong thế gian này tuy có những cảnh vườn rừng tốt đẹp thanh tịnh, nhưng nếu đem xác chết ném vào thì trở thành ô uế, ai nấy đều bỏ đi, không còn tham muốn vướng mắc. Trong cảnh giới hình sắc cũng vậy, tuy có những cảnh tốt đẹp thanh tịnh, nhưng vì có thân bất tịnh nên chư Phật Bồ Tát đều buông bỏ. Thiện nam tử, nếu ai không thể quán xét như vậy thì gọi là không tu thân. Thiện nam tử, không tu giới là những ai không thể quán xét rằng giới là nước thang đi lên của tất cả pháp lành, giới cũng là căn bản của tất cả các pháp lành, cũng như đất là nguồn gốc sanh ra tất cả cây cối, giới là pháp đứng đầu dẫn dắt các căn lành, như vị thương chủ dẫn dắt đoàn người đi buôn, giới là ngọn cờ chiến thắng của tất cả pháp lành, cũng như ngọn cờ chiến thắng của vị đế thích vua cõi trời dựng lên. Giới có thể dứt trừ mãi mãi tất cả các nghiệp ác và 3 đường ác, có thể trị lành các bệnh dữ giống như loại cây thuốc. Giới là lương thực để dùng trên con đường sanh tử hiểm trở. Giới là áo giáp và binh khí để phá trừ bọn giặc ác phiền não. Giới là thần chú linh nghiệm để diệt trừ rắn độc phiền não. Giới là cây cầu bắc ngang để đi qua các nghiệp ác. Những ai không thể quán xét như vậy gọi là không tu giới. Người không tu tâm là không thể quán xét rằng tâm luôn dao động nhanh nhẹn, khó nắm giữ, khó điều phục, chạy đuổi buông lung như con voi lớn dữ tợn, niệm niệm nối nhau nhanh chóng như tia chớp điện, dao động không yên như loài khỉ vượn, như huyễn hóa, như khí nóng, chính là nguồn gốc của tất cả mọi điều ác. 5 món dục khó làm cho thỏa mãn, chỉ như lửa gặp củi,
như biển cả, nuốt hết các dòng sông, như núi Mạn Đà, ôm trọn cây cỏ sum suê. Người không tu tâm không thể quán xét rằng sanh tử là hư vọng, say đắm mê lầm đến nỗi tai hại, như con cá nuốt lưỡi câu, tâm thường đi trước dẫn dắt, các nghiệp theo sau, như con sỏ mẹ dẫn dắt bầy con. Vọng tâm này tham muốn vướng mắc năm món dục, chẳng ưa thích niết bàn, như con lạc đà ăn mật cho đến chết cũng không ngoái nhìn tới cỏ rơm. Vọng tâm này đắm sâu trong sự vui sướng hiện tiền, không quan sát sự nguy hại về sau, như con trâu tham ăn lúa mạ, chẳng sợ nỗi đau bị gậy đánh. Vọng tâm này chạy đuổi lăng xăng khắp trong 25 cảnh giới hiện hữu, như gió mạnh thổi tung những cánh hoa nhẹ. Đối với những việc không nên mong cầu thì vọng tâm này lại mong cầu không chán, như kẻ ngu si mong được thứ lửa không nóng. Vọng tâm này thường ưa thích sanh tử, chẳng mong giải thoát, như con sâu nhâm bà ưa thích cây nhâm bà. Vọng tâm này mê lầm tham luyến vướng mắc trốn sanh tử xấu xa nhơ nhớp, như kẻ tù nhân ưa thích con gái người cai ngục, lại như con lợn trong chuồng ưa sống chỗ nhơ nhớp. Những ai không thể quán xét như vậy gọi là không tu tâm. Người không tu tuệ là không quán xét rằng trí tuệ có thế lực mạnh mẽ như chim kim sí, có thể phá trừ nghiệp ác, phá trừ vô minh tam tối, như ánh sáng mặt trời để lùi bóng cây, như dòng nước cuốn phăng đi mọi vật. Trí tuệ như ngọn lửa mạnh đốt cháy tà kiến, trí tuệ là căn bản của tất cả các pháp lành, trí tuệ là hạt giống sanh ra chư Phật Bồ Tát. Những ai không quán xét như vậy gọi là không tu tuệ. Thiện nam tử, xét theo chân lý rốt ráo, nếu ai thấy rằng có thân có tướng của thân, nhân của thân, quả của thân, thân tích tụ một thân hai thân, thân này thân kia, thân diệt mất thân bình đẳng, sự tu thân, người tu thân, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu thân. Thiện nam tử, nếu ai thấy rằng có giới, có tướng của giới, nhân của giới, quả của giới, giới cao thượng, giới thấp hèn, giới tích tụ một giới hai giới, giới này giới kia, giới diệt mất giới bình đẳng, sự tu giới, người tu giới, giới ba la mật, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu giới. Nếu thấy rằng có tâm, có tướng của tâm, nhân của tâm, quả của tâm, tâm tích tụ, tâm và tâm sở, một tâm hai tâm, tâm này tâm kia, tâm diệt mất tâm bình đẳng, sự tu tâm, người tu tâm, thấy có các tâm cao cả, trung bình, thấp kém, tâm thiện tâm ác, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu tâm. Thiện nam tử, nếu ai thấy rằng có trí tuệ, có tướng trí tuệ, nhân của tuệ, quả của tuệ, tuệ tích tụ một tuệ hai tuệ, tuệ này tuệ kia, tuệ diệt mất tuệ bình đẳng, tuệ cao trỗi, tuệ trung bình, tuệ thấp kém, tuệ chậm lụt, tuệ lanh lợi, sự tu tuệ, người tu tuệ, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu tuệ. Thiện nam tử, những ai không tu tập thân giới tâm tuệ như vậy thì với nghiệp ác nhỏ cũng phải chịu quả báo xấu ác lớn lao. Những người ấy vì sợ sệt nên thường nghĩ rằng ta vốn thuộc về địa ngục, chỉ làm những việc khiến phải vào địa ngục. Những người ấy tuy nghe người có trí nói về sự khổ ở địa ngục nhưng lại thường tự nghĩ rằng như sắt đập sắt, đá lại đập đá, cây tự đập vào cây, loài sâu lửa ưa thích ở trong lửa, thân địa ngục là tương tự với địa ngục, nếu tương tự với địa ngục thì vào địa ngục có gì là khổ. Ví như con nhặng xanh đeo dính vào bãi đàm không tự thoát ra được. Những người ấy cũng thế, tuy ở trong tội nhỏ cũng không thể tự thoát ra được, trong lòng không một chút ăn năn hối tiếc, không biết tu thiện, thường che giấu lỗi lầm. Tuy thuộc quá khứ đã từng có đủ mọi nghiệp lành nhưng bị tội nhỏ ngày nay làm cho nhơ xấu. Những người không tu tập thân giới tâm tuệ thì có quả báo nhẹ trong đời hiện tại nhưng lại chuyển thành quả báo xấu ác rất nặng, phải đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, ví như bình nước nhỏ cho vào một thăng muối, nước liền trở nên quá mặn, không thể uống được. Nghiệp tội của những người không tu tập thân giới tâm tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như người quá nghèo, thiếu nợ kẻ khác chỉ một đồng tiền nhưng không trả nổi, vì vậy phải chịu giam cầm đủ mọi sự khổ. Nghiệp tội của những người không tu tập thân giới tâm tuệ cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà những người ấy lại khiến cho quả báo nhẹ trong đời hiện tại chuyển thành quả báo nặng nề phải gánh chịu trong địa ngục? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh nếu vướng đủ vào năm việc sẽ khiến quả báo nhẹ trong đời hiện tại chuyển thành quả báo nặng nề phải gánh chịu trong địa ngục. Những gì là năm? Một là vì ngu si, hai là vì căn lành ít ỏi, ba là vì nghiệp ác sâu nặng, bốn là vì không biết sám hối, năm là vì không tu tập nghiệp lành căn bản. Lại có năm nguyên nhân khác: một là vì quen học và làm theo nghiệp ác, hai là vì không hộ trì năm giới căn bản,
ba là vì xa lìa các căn lành, bốn là vì không tu tập thân giới tâm tuệ, năm là vì gần gũi những kẻ xấu ác. Thiện nam tử, vì những nhân duyên như trên nên chúng sanh có thể làm cho quả báo nhẹ trong hiện tại chuyển thành tội nặng phải lãnh chịu trong địa ngục. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những ai có thể làm cho tội báo nặng nề trong địa ngục có thể trở thành quả báo nhẹ nhận chịu ngay trong đời này? Phật dạy: Thiện nam tử, những ai tu tập thân giới tâm tuệ như vừa nói trên, thường quán xét các pháp động như hư không, không thấy có sự phân biệt trí tuệ cùng người có trí, chẳng thấy có sự ngu si cùng kẻ ngu si, chẳng thấy có sự tu tập cùng người tu tập, đó gọi là bậc trí có thể tu tập thân giới tâm tuệ. Người như vậy có thể làm cho tội báo nặng nề phải vào địa ngục trở thành quả báo nhẹ nhận chịu ngay trong hiện tại. Người như vậy ví như có tạo ra nghiệp ác hết sức nặng nề, cũng tự suy niệm quán xét, thế là có thể khiến cho nghiệp ác ấy trở thành rất nhỏ nhặt. Người ấy suy nghĩ rằng nghiệp ác của ta tuy nặng nhưng vẫn không bằng nghiệp lành. Ví như bông vải dù nhiều đến 100 cân, giá trị cũng không bằng một lượng vàng ròng. Như cho vào nước sông Hằng một thang muối thì nước sông không hề có vị mặn, người uống không thể nhận biết được. Nhưng người giàu có lớn, tuy có nợ nần kẻ khác rất nhiều, đến ngàn muôn thứ vật báu nhưng vẫn đủ sức trả nên không thể bị giam cầm hay phải chịu khổ. Như con voi tơ to lớn đủ sức bứt đứt dây xích sắt mà ra đi tự do. Người có trí tuệ cũng giống như vậy, thường suy xét rằng nghiệp lành của ta tăng thêm nhiều mạnh thì nghiệp ác phải suy tổn yếu ớt, ta có thể bộc lộ và sám hối để trừ đi nghiệp ác, có thể tu tập trí tuệ. Nếu trí tuệ tăng thêm nhiều mạnh thì vô minh tâm tối phải suy yếu đi. Suy nghĩ như vậy rồi liền gần gũi những bạn lành, tu tập chánh kiến, thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh. Nếu thấy ai thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, liền sanh tâm cung kính, dùng đủ các thứ y phục, thức ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, nằm ngồi, thuốc men, hương hoa mà cúng dường, ngợi khen xưng tán, tôn trọng. Người ấy dù đi đến đâu cũng hết lời ngợi khen chỗ hay tốt, hiển thiện của người khác, không chê bai chỗ xấu dở, khiếm khuyết. Người ấy cũng dường tam bảo, cung kính, tin theo kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn, rằng Như Lai là thường tồn không hề biến đổi, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh phận. Người như vậy có thể khiến cho tội báo nặng sẽ phải đọa vào địa ngục trở thành quả báo nhẹ nhận chịu ngay trong đời này. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên không phải tất cả các nghiệp đều có quả báo nhất định, cũng không phải tất cả chúng sanh đều nhất định phải nhận lãnh quả báo.